Rồi, chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày 16 tháng 7 nha. Mình cũng còn nhiều máy, nhưng mà mai cũng phải xoay máy mới để đăng lên cho bà con coi cho đỡ chán. Chứ cứ máy cũ hoài cũng chán lắm. Cứ mình cứ xoay liên tục rồi đó, xoay máy liên tục. Mình không mua mà mình vô coi thì cũng đỡ buồn. Coi xem dòng máy mới như nào đó, đỡ buồn đó, để mình biết đó. Còn ai không mua thì mình cũng cảm ơn luôn. Chủ yếu là vô coi thôi. Còn mình cũng xoay máy mới bán cho nó vui. Chứ lời lãi cũng chả có bao nhiêu hết. Cây A70 lít kính tờ lưa hết nè. Nó lít kính đó. Cho nên bà con ai mua thì mình cũng quay gió rồi đây. Thì tới shipper tới lấy giùm mình. Quay cũng mình không có dấu giếm, quay cứ gió hết rồi. Cái A70 máy ăn nhái. Máy này dù lít ít lít nhiều thì mình cũng bán giá 500 ngàn hết. Vì lít ít lít nhiều thì cũng phải chơi ốp lưng vô hoặc đi dán hết rồi. Ngoài trừ không có nắp thôi. Còn có nắp thì mình bán giá 500. Samsung A70 hàng Trung Quốc 500. G2 Brim. Máy này là đẹp nguyên cây. Sườn chiếc cũng đẹp hết. Sườn không có chảy chiếc. G2 Brim. Cây này RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, Android 6 chấm. Cây này tải YouTube đỏ, Zalo, Facebook thì vô tư. Xài Zalo cũng có sẵn nè, YouTube mình cũng có luôn nha. Cho nên những người mới biết xài lên xài những cái này nó rẻ tiền mà nó bền. Cái này bán 600 ngàn. G2 Brim máy đẹp nguyên cây bán 600 ngàn. Cái nắp này mai mình thay nắp màu hồng vô nha. Còn G2 Brim mà nó vỏ nó xấu á thì mình bán giá 500 ngàn. Vỏ nó xấu mình bán 500 ngàn. Mình nói trên này là nói cho xấu ấy, chứ còn mình cầm xài thì cũng thấy được chứ không có đến nơi tệ gì. Dơ nữa. Về lau chùi đi nó cũng đẹp rồi. Còn mình cứ nói đại là xấu rồi đó, 500 ngàn G2 Brim. Thì máy đẹp thì nó có cái giá đẹp của nó rồi. Cây này thì nó xấu đốm nè. Nó bị đốm màn hình đó, đó. Nhìn thấy không? Riêng cái đốm thì mình bán giá 400 ngàn nè. Đốm màn hình mình bán 400 ngàn nha. Nó đốm trắng chứ không có ảnh hưởng tới màn hình nha. Để vậy xài hoài luôn cũng không sao hết á. Nó không hư đâu. Cho nên mua, bà con mua bị đốm này là không có sợ chứ. Còn khi nào mà đốm đen này kia nhiều quá rồi mới bị thôi. Còn màn hình nó như vậy là không có sao hết. G2 Pro nha. G2 Pro nó bị hư cái lúc bắt trở về. Cây này thì màn hình ok nha. Nó bị cái lúc bắt trở về nè. Cây này mình bán 400 ngàn nha. G2 Pro 400 ngàn.
cây Apple leo chín, vỏ sườn nhìn cũng tương đối khá. Nhưng mà vỏ sườn tương đối khá, nó bị lít kính. Cây này bán 400 ngàn. Cây này 400 ngàn. Cây này RAM cũng 2GB, bộ nhớ 16GB. Thêm một em A71 Trung Quốc, A71 70 thì mình bán đồng giá hết, ai lựa cây nào thì lựa, muốn mua cây nào thì mua. Đó, nó lít tựa lưa hết đó. Mình đi đâu ấy, mình dò cái bản đồ này nó cũng ra nè, nó bản đồ nó đi tùng lum tựa lưa đó. Trời, nhiều khi vô tới trung tâm này là bị lạc luôn nha. Lít tựa lưa hết. Cây này bán 500 ngàn nha, A71 nha. A71 500. Cây A71 này cũng đẹp nè, mà chưa ai chốt nè, cũng bị lít nè, cũng về cũng phải chốt lưng nè, cho nên mình đổ đồng giá hết. Cây này mình cũng bán 500, nó cũng bị lít, về cũng phải xài lắp ốp à. Mình bán 500 đồng giá. Còn ai muốn lấy cây màu nào thì mình ship màu đó, cứ nói cây màu tím là mình biết, xanh tím. Còn cây này thì màu khác rồi, cây này thì màu dạng đen, màu đen. HD Sen. Cây này xài cũng ok, nó có cái là nó hơi yếu hơn. Bán 500 ngàn. HD Sen, vỏ thì cũng đẹp, nó yếu hơn mấy cái kia nhưng mà nó được lại cái vỏ nó đẹp, đẹp nguyên cây. Cây này bán 500. Đó, nhìn chiếc quay com này nó hiểu rồi. Máy Trung Quốc, hàng Việt Nam này, chất lượng cao này. Cây V Mark Bell. Cây này màn hình mặt kính rồi nó nhìn hơi râm râm chứ còn không có sao, không có ảnh hưởng tới màn hình. Màn hình còn đẹp, cảm ứng còn ok, máy nói chung còn ok. V Mark Bell, cây này bán 500 ngàn. 500 ngàn. Thường thường máy mà cầm cái mặt kính của nó đẹp nên mình bán tới 600 ngàn, nhưng mà nó xấu này mình bán 500 ngàn. Cây Mobitab Jumbo S, nó like Jumbo S RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này cũng bán đồng giá 500 luôn. Hàng 500 mình nhiều lắm. Đồng giá 500. Cây này, Mobitab này cũng hàng Việt Nam. G2 Prime. Nó mặt kính nó hơi xấu xấu ấy. Xài thì ok hết. Ok hết. Cây này màn hình nhìn cũng đẹp, hết pin. Cây này bán 500 ngàn. 500 ngàn. G2 Prime 500 ngàn. Đó, 500 ngàn. Màn hình nhìn cũng tương đối đẹp, đẹp luôn chứ tương đối. Cây này là màn hình đẹp luôn. 500 ngàn. G2 Prime. K
cây Mobitab, ấy cây Philips, vâng cây Philips bị mấy góc này người ta chắc va đập gì đó, nó bị xước lớp sơn. Máy còn dán đằng sau nữa mà bị chắc, dán vậy mà còn chịu không nổi người ta. Cây Mobi Philips này bán được cũng RAM 2, bộ nhớ 16, cây này bán 500 ngàn. 500 ngàn Philips. Cây Mobitab này Rumbo S, đời này RAM 1GB, bộ nhớ 8GB, màu vàng. Màu vàng. Cây này bán 500 ngàn. Cây này Android cao lắm, 7 chấm. Cây này xài Zalo, Facebook vô tư. Nhìn mấy cái dòng Mobitab mà cái dòng 1GB vậy mà chạy cũng tương đối mạnh lắm nha. Nó chạy cũng tương đối lẹ chứ không có đến lâu mà yếu quá. Mình nói vậy thôi chứ còn bà con mua về tự xài, chứ mỗi người xài mạnh ý khác, mình không ý kiến cò. Còn mình cứ lên coi đời máy chạy cái nào, Android cái nào thì mình mua nha. Chứ giờ mình báo con chip này chip kia thì có nhiều đa số người ta không biết, nói chip lớp rền hay này kia người ta không hiểu chip lớp rền là cái gì. Thực ra mấy con chip đấy nó cũng liên quan tới chạy nhà nhanh chạy chậm. Mobitab cái này là còn miếng dán, bóc dán còn đẹp. Cây này RAM 3GB, bộ nhớ 16GB. Cây này bán 500 ngàn. Mobitab mình có hai cây nha, cây màu đen cũng có, cây mà nắp màu đen đó, ai muốn chơi nắp màu gì mình chơi nắp màu đấy nha. Chưa bỏ pin vô, nắp màu đen bán 500 ngàn. Meizu nha, Meizu này chắc có khả năng nó bị màn hình nó hơi sọc sọc, nhưng mà mình thấy nó cứ bày hoài luôn, không thấy nó giảm hay là nó hết, nhưng mà mình thấy nó cứ bị bày hoài luôn. Thôi để vậy mình bán thí nó Meizu, nó Meizu nha. Cây này bán 300 ngàn. 300 ngàn. Meizu này chạy cũng lẹ lắm, có vân tay đầy đủ hết. Cái này RAM cũng cao. Cảm ứng thì nó bình thường hết á. Cái này khó coi RAM, không biết coi chỗ nào để mình mà tìm hiểu đó. Cây Oppo F9 LED nha. Cái này giờ lau đi hết, giờ lau đi đánh bát nè hết. Mặt kính sau là đen. Cây này bán 500 ngàn. 500 ngàn. Oppo F9 LED, máy của Trung Quốc. Máy của Trung Quốc. Samsung G2 Go. Nó là G2 Go nha. Chưa nói G2 Go chứ nhiều người cũng không hiểu.
dạng là gì như là gì 200. Đó, G2 Gu G200. Cây này bán 400.000. 400.000. Cái vỏ này mua về mình ngồi mình bóc. Bóc hồi nó trắng đều hết nha. Nó bóc rồi nó trắng đều hết như vậy. Mấy cái này dễ cạo lắm, lớp sơn này dễ cạo lắm. Lớp sơn này ngồi cạo hồi lúc là hết. Cái này ngồi mình mà mua cái này về mình xả chét được á. Nhiều khi buồn quá ngồi cạo chơi xả chét. Còn dán cường lực. Không phải là lít nha mà nó dán cường lực. Đó. Cây này bán 400.000. F9 lát luôn. Cây này máy của Trung Quốc. Màu xanh xanh lung tung màu á. Cũng bán 500.000. 500.000. F9 lát của Trung Quốc. 500.000. Cây mắc theo nha, mắc theo nhỏ gọn. Cây này mắc theo nhỏ gọn, nó bé nha. Chứ màn hình nó thì cũng còn to nữa, thấy không? To bằng cái iPhone 6 và LED. Nhìn nó bé mà chứ iPhone 6 và LED mà so mấy thằng này thì nó bé. Cây này bán 300.000. Cây này đẹp nha. Đẹp nguyên cây. Android cũng còn cao đó. Android nó xài nó Android nó tới 7 chấm luôn. Xài tải Bluetooth đỏ này kia vô tư. Messenger này. Rồi Zalo, Facebook này đó. Này Facebook này, Zalo đó. Cái này bán 300.000. iPhone 11. iPhone 11 lít kính đằng sau này. Cây này bán 800.000. 800.000 iPhone 11. Còn mặt kính trên là không có lít nha. Mặt kính trên là không có lít. Nhưng mà thường thường mấy dòng Trung Quốc này là mặt kính nó nhìn nó hơi xấu xấu, không có được đẹp. Cây này bán 800.000 iPhone 11 của máy của Trung Quốc. Cây E33 nha. Cây này lóc bồ leo bảy. Cây này đẹp chính hãng luôn mà không ai mua. Lóc bồ leo bảy chính hãng. Nó vỏ sườn cũng đẹp. Cây này bán 400.000. Tớ bán còn rẻ hơn hàng Trung Quốc. Nhưng mà được cái là nó rẻ hơn mấy hàng Trung Quốc mà đời nó cũ rồi, nó đâm ra nó rẻ. Chứ còn mấy thằng kia Trung Quốc mà lại đời mới, người ta thịnh hơn. Cây G530 nó phần mềm, mấy phần mềm Android 5.1 á, còn 5.0 trở lên là còn tải Bluetooth đỏ này kia ok nha. Rồi Zalo, Facebook được hết. Cái này bán 400.000. Màu trắng. Cây
iPhone 11 bị bể lắp sau. Nếu mà không ai mua là mai mình thay lắp sau. Thay lắp sau là mình bán 900 ngàn. Mai mình đi mua lắp đít sau bán 900 ngàn, còn để về bán 800 ngàn. iPhone 11 6 quên sạc pin. iPhone 6 lớp 16GB. Cái này hàng chính hãng, cái này bán 1,2 triệu. Cái này bán 1,2 triệu. Mobitab Rumble Z2 S2 này, Rumble S2. Cây này cũng chạy mạnh như đạn. Android cũng 7 chấm. Cây này bán 600 ngàn. 600 ngàn. Rumble S2. Cây này nó mỏng đẹp. iPhone 12. iPhone 12. Mình mai mình đi lấy có mấy màu đó. Nắp đít á. Ai muốn lấy màu nào thì mình mua màu đó. iPhone 12. Nó mặt kính nó không có được đẹp, nó cứ năm năm vậy đó. Mua cái nào cũng vậy, hàng mới cũng vậy, thấy trong hộp nó cũng bị. Cái này bán 1 triệu nha, bán 1 triệu. Còn cái mấy dòng này mà thường thường mà mặt kính đẹp á, đẹp nguyên cây á, là mình bán 1,2 triệu, còn để về bán 1 triệu. Đó, mình tránh cái tình trạng mà bơm hàng á, là mình đã cho coi mặt kính đầy đủ hết rồi đó. Đó, mặt kính bị răm răm đó, cho nên bà con mua, chấp nhận mua thì không chốt, chứ không kiểu tốn tiền, tốn tiền cọc, rồi mình cũng tốn tiền ship thêm, rồi mất công máy đi máy về tùm lum tựa lưa hết. Cho nên là nó thường thường là đa số là nó bị như vậy hết, nó cứ răm răm, nhưng mà nó lên hình thì rất đẹp, nó lên hình thì rất đẹp, coi bình thường hết. Cái này bán 1 triệu. iPhone 8 bỏ led. iPhone 8 bỏ led. iPhone 8 bỏ led này rẻ hơn iPhone 8 iPhone 6 kia. Cây này bán 300 ngàn. Bán 300 ngàn nha, lít sau. Lít sau rồi thêm cái góc này nữa. Cái này về chắc sửa lại được. Cầm búa gò. Cây này bán 300 ngàn, cây iPhone 8 Trung Quốc. Hàng này Trung Quốc. Còn hàng 6 này, hàng 6 chính hãng. Mình bán này mình báo trước hết rồi nhé. Điện tới đừng hỏi hàng đấy hàng gì. Mình báo hết rồi. Cây cây Tab E nha, Tab E 10 inch. Máy này là đẹp nguyên cây. Cái dơ này là vết dơ này là mình lau đi nó hết. Tab E đẹp nha. Cây này là Android 7.1. Cây này
chạy lên Android 7.1 thì nha, cây này là xài Bluetooth đỏ này kia ok. Cây này bán 1.2 triệu, bán 1.2 triệu. Còn mình có một cây đang sạc pin nó bị lít từ bên này qua bên này nè, nhưng mà còn xài ok hết, mình bán 800.000. Ai ít tiền thì mua cây đó cũng ok. Cây Huawei này hết pin. Mình cũng bận rộn, mình quên chưa có liên hệ cái người ở Phú Quốc. Giấc này là ngoài đấy sao mà không có ship được. Cây Huawei nè, Kiên Giang, Phú Quốc là không có ship được hàng. Bây giờ nói tới Kiên Giang, Phú Quốc là mình phải xem xét lại xem có cho đi hàng không. Chứ nghe nói đâu ngoài đó giờ lung tung, sóng rồi báo tố này kia không cho chuyển vận chuyển hàng. Cây này bán 400.000, Huawei. Cây này là chỉ coi loot phim trên trang web, hoặc là có thể tải được cây Bluetooth màu xanh, tải Bluetooth màu xanh. Cũng như cây Lenovo này cũng vậy nha, cũng tải Bluetooth màu xanh hoặc coi phim trong trái địa cầu trang web. Cây này 10 inch, mình cầm nó lâu quá rồi, mình cũng lạn quá rồi, bán cho nó ra đi luôn. Bán sổ nè, 500.000, ai chốt sớm thì chốt, 500.000 ai chốt sớm thì chốt. Còn cái ổ sim này thì nó bị mất nắp nè, ổ sim ổ thẻ đó, mà có thể nó dơ, nó không ăn sim hay gì đó. Nhưng mà mình cứ để vậy, mình bán giá 500.000, Lenovo 500.000. Cây Huawei, cây Huawei này là đẹp nguyên cây luôn, 10 inch. Cây Huawei này là đẹp nguyên cây 10 inch. Cây này bán 600.000, 600.000. Thường thường mấy dòng Huawei á là Android nó thấp. Rồi chào bà con cô bác, ai chốt được cây nào thì liên hệ với mình mà chốt cọc cho mình cái cạc Viettel 50, rồi mình ship tới nơi thì trừ ra, còn chuyển khoản hết nguyên cây mình bao ship. Mua hai cây mình cũng bao ship. Rồi chào bà con cô bác.